bếp ga dương kính Sunhouse Mama MMBB0787 sở hữu kiểu dáng sang trọng với mặt kính sáng bóng, dễ vệ sinh, chịu lực, hạn chế xước bề mặt. Kiềng bếp bằng thép được tráng men chống oxy hóa với thiết kế kiềng dạng lượn sóng giúp tránh gió tạt lửa khi nấu. Họng bếp bằng chất liệu thép không tỉ, hoàn toàn không tạo muội than sau thời gian dài sử dụng. Bếp trang bị đầu đốt bằng đồng thau bền bỉ, thiết kế nhiều khe nhỏ giúp lửa tỏa đều, nấu chín nhanh, tiết kiệm ga hơn. Đánh lửa bằng manetto nhạy bén, lửa cháy chỉ với một lần xoay nút bật tắt. Bếp đồng nguyên khối được sơn đen chịu nhiệt, không bám muội than, không cong vênh, không gây hao phí ga trong quá trình sử dụng. Bếp ga dương kính Sunhouse Mama MMBB078710 cũng có những ưu nhược điểm riêng. Trước hết, phải kể đến điểm cộng là bếp ga dương kính Sunhouse Mama MMBB078710 rất dễ sử dụng, ngay cả với trẻ nhỏ từ 10 tuổi trở lên cũng có thể dễ dàng thao tác. Bên cạnh đó là việc lắp đặt rất dễ dàng, chỉ cần đặt bếp trên mặt phẳng, không cần cắt mặt đá và mất các chi phí lắp đặt khác.